không nói nhiều, nói ít thôi. Anh Cơ nói là phải về nó mới chuẩn nè. Đó, phải như vậy mới chuẩn. Có phải đây là một trong những thứ mà anh Cơ làm gần đây không? Anh đeo cái nơ này anh. Dạ. Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Hòa Nhịp MSA 2024. Và đây sẽ là số cuối cùng của chúng tôi đồng hành cùng các bạn tại giải đấu này. Và ngồi cùng với tôi ngày hôm nay sẽ có anh Ngọc Thiên và anh Hữu Trung. Ngày hôm nay rất là vui khi được đồng hành cùng với anh Lưu, cùng với anh Hữu Trung trong cái số cuối cùng, một cái số rất là đặc biệt. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái nhìn nhận lại một cái hành trình của MSI cũng đã rất là hấp dẫn rồi. Đây là một cái hành trình mà có rất là nhiều điều có thể bàn tới về những cuộc lội ngược dòng, và chưa kể đến là những trận đấu của nhánh thua, những trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Chưa kể đến là có những trận đấu mà chúng ta có những nhận định là đội này sẽ đội giành chiến thắng, chứ mà chung cuộc đối phương lại là đội giành chiến thắng mà với cái tỷ số rất là bất ngờ 3-0 chẳng hạn. Thật sự là giống như chúng ta cũng nhận định bữa trước, em nhớ là cái số mà anh Luân ngồi chung với lại huấn luyện viên Ren á, cũng đã nói là cái mùa này là một trong những cái mùa mà chúng ta khó đưa ra những cái nhận định về những cái diễn biến rất nhất luôn. Có lúc nghĩ là Toby Sports sẽ đánh rất là cần với D2, nhưng họ đi. Chúng ta tin tưởng với D2, nhưng họ gặp T1. Họ đi luôn. Họ đi luôn. Đi thẳng cẳng luôn. Thì thứ nhất là tại vì giải đấu này có một cái câu khẩu hiệu mà nó thật sự nó rất là đúng, là become the unknown, là trở thành ẩn số, trở thành bước vào nơi vô định. Thật sự là MSI 2024, tôi không biết là cái cảm nhận của hai anh như thế nào, chứ đối với cá nhân tôi đã nói là MSI hấp dẫn nhất trong, tôi nghĩ chắc phải tầm hơn 3 năm, 4 năm trở lại đây. Với những gì chúng ta đang được chứng kiến, đầu tiên là chúng ta có thể thức mới. Và sau đó là chúng ta có được rất là nhiều những trận đấu như anh Thiên vừa nói, là cái việc mà dự đoán được đội thắng nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khi mà các đội phương Tây cũng đã có những bước tiến, và cuộc đối đầu giữa các đội phương Đông thì nó rất là sát sao cạnh tranh. Anh nghĩ như thế nào về cái nhận xét là MSI 2024 là MSI hấp dẫn nhất từ trước đến giờ? Về riêng em rất là đồng ý với cái việc này, tại vì nó cũng là một nơi mà đã diễn ra những trận đấu rất là hấp dẫn, rất khó lường, và cũng là nơi mà rất nhiều đội phá cái dớp của mình. Genji cũng đã phá cái dớp của mình trong những cuộc đối đầu BO5 với lại các đội tuyển LBL, rồi Bin tiếp tục khẳng định được mình trong cái cuộc đối đầu với các đội tuyển LCK và đặc biệt là T1. Nó không chỉ hấp dẫn về câu chuyện là những chiến thắng của những đội được xếp phía dưới, mà nó còn là cách thể hiện của các đội được đánh giá yếu hơn. Ví dụ như ngay từ cái phòng mà khởi động thôi, Astro Sport cũng đã để lại cho chúng ta rất nhiều sự ấn tượng, mặc dù họ là một khu vực không được đánh giá rất mạnh. Rồi tiếp theo đó là VSET, chúng ta cũng đã nó đỡ rất nhiều so với lại mùa giải trước rồi, một mùa giải mà có rất rất nhiều những nỗi buồn, rồi còn chưa kể đến là các đội được đánh giá phía dưới nữa, còn rất nhiều thứ chúng ta có thể bàn tới. Nhưng quan trọng hơn hết là về câu chuyện chiến thuật và cách thi đấu đến từ tất cả các đội yếu, và còn chưa kể đến là bể tướng mùa này, tôi cảm giác đây là một trong những cái bể tướng mà rộng nhất nhì. Tức có nghĩa là bạn đôi khi nha, có những đội sẽ thích gì đánh đó, có những đội sẽ đánh theo thiên hướng là sẽ chọn được những cái kèo counter pick, nó giúp cho cái sự đa dạng về mặt lối chơi nó đang dần dần hiện ra rất rõ ràng ở trong cái phiên bản này. Đồng ý, tại vì bây giờ trước khi mà chúng ta đến với cấm và chọn á, là phải nhìn là bao bích là con nào, bích con này thì sợ kèo nào. Thì ở một cái meta mà chúng ta không lường trước được, đó chính là cái meta đổi đường, thì bạn hoàn toàn có thể bích những cái kèo đấu mạnh về sau, yếu lúc đầu và chủ động swap lane. Thì đây là một cái phiên bản, một cái meta giải đấu mà nó đem lại rất nhiều biến số. Vậy thì chúng ta hãy nhân cái nội dung đang nói về giai đoạn cấm và chọn để đến với trận đấu cuối cùng của nhánh thua ngày hôm qua, cuộc đối đầu giữa BLG và T1. Đầu tiên là tôi muốn hỏi là cái kết quả này đối với hai anh thì nó có bất ngờ hay không? Thì chứ đi. T1 mà, T1 con. Tôi tưởng hai anh hỏi là tôi tỉnh. Nhạy cảm nha anh Thiên chứ. Không thiệt, tại vì ngày hôm qua lúc mà ván 5 trận T1 với lại BLG thì lúc đó là tôi đang ngồi trong buổi sinh nhật tôi cùng với một Chưa. Ren thì Ren cũng chia sẻ là một T1 fan lý trí, một fan T1 mù quáng, thì ngày hôm qua tôi cũng rất là lý trí. Đó, ván thứ 5 thì bạn tôi cũng nói là thôi đi rồi, đi chắc rồi. Không, tôi động viên bạn tôi là chưa đi, tiền chưa gác, tiền chưa dọn. Đó, nhưng hồi tôi nhìn thấy con cơ miêu của Bin nó 508 rồi 708, thôi xong rồi anh em. Mà công nhận đó, lý do tại sao mà ngày xưa Bin có một cái tên in game là Love Camille. Anh ta thể hiện rất tốt với màn trình diễn ở trong ván thứ 5. Thật ra đó cũng là cái lối chơi truyền thống của đại diện số 1 của EPL luôn. Tức là cứ bắt đầu vào ván 5 là sẽ có một trong 5 người chuyên chơi vị tướng mà họ cảm giác thích nhất. Hồi đợt đụng độ với BSG cái ván 5 là Xuyên là người muốn đánh Kindred,
Rồi bây giờ tới ván 5 của cặp trận đấu này thì Bin bích sẵn con Camille luôn, chả cần phải suy nghĩ xem là bên kia sẽ có vị tướng gì để có thể đối đầu lại. Và Bin đã đúng, đồng ý là trong khoảng thời gian đầu thì Bin cũng không có được cái giai đoạn đi đường nó ổn thỏa lắm. Nhưng mà càng về sau thì rõ ràng Bin có thể lên tiếng một cách cực kỳ dõng dạc sau cái cây đen 5-0 đó. Rõ ràng là nếu như ta nhìn chung về cặp BO5 đó thì nếu gọi Bin là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội thì nó cũng không sai đúng không? Ừ. Bởi vì cuối cùng sau khi cái trận đấu đó kết thúc thì bên phía của bộ phận broadcast của Riot cũng đã có một cái tổng kết và có một cái kết quả cuối cùng là Bin là người được nhận xét là Player of the Series, tức là người chơi xuất sắc nhất của cái trận BO5 đó. Nhưng mà hôm qua thì có một cái ván đấu mà người ta nói rất là nhiều về một cái đội hình của Festival đưa ra là khi mà họ cân bằng tỷ số 1 đều, là cái ván đấu thứ ba đó khi họ xuất hiện Zack và Yasuo. Thật ra mà nói thì khi mà tôi thấy con Yasuo đó xuất hiện, tôi cứ nghĩ đâu đó sẽ là con Yasuo của Faker, tại vì con Zack đó là con tướng mà bên phía của Zed đánh nhiều hơn ở trong khoảng thời gian trước đó của T1. Vậy thì hai anh nghĩ như thế nào về cái cách chọn tướng của T1 ở trong cái ván đấu đó và cả cái kết quả cuối cùng của ván đấu, khi mà rất nhiều người nói rằng là cái đội hình đó đã khiến cho họ gặp khó. Và phần nào đó, có cái này tôi sẽ cung cấp luôn cho anh là sau khi trận đấu kết thúc thì Honor nói rằng đội hình này tụi tôi chưa chơi nhiều. Thật ra là như thế này nè, cái khoảnh khắc mà vứt Yasuo với Zack chưa phải là khoảnh khắc đó với em bất ngờ. Khoảnh khắc bất ngờ nhất là Honor vứt Neely, nó mới là khoảnh khắc bất ngờ. Chứ Yasuo với Zack thì chúng ta lúc đó là các bình luận viên ngồi đứng ở bên trong cái phòng bình luận là cũng đã nói ngay từ đầu là biết đâu đó có Yasuo ép bên kia cho chơi tích phải rồi bên này vứt Yasuo chơi kiểu counter, tức là vẫn nghĩ tới chứ không phải là không. Nhưng khoảnh khắc mà Honor vứt Neely nó mới là cái bất ngờ. Và sau đó thì cái chuỗi domino của Zack với lại Yasuo mà thôi. Nhưng mà phải công nhận một điều là Honor đã thể hiện lý do tại sao mà nên cất con Neely vô một góc và nên chuyển sang những vị tướng khác để hỗ trợ đồng đội của mình nhiều hơn. Như vậy thì oan cho Honor một chút xíu, nhưng mà thực ra rồi. Thì Honor cũng đã có câu trả lời phỏng vấn sau đó thì cũng giải thích tại sao là đội hình này chúng tôi chưa chơi nhiều, tại vì Honor làm gì được pick Neely mà chơi đúng rồi đúng thì không? Đó cái vấn đề đó. Cho đó và thêm nữa là anh ta cũng đã có những màn thì như một cái pha highlight trên màn hình đây, đó là những cái pha di chuyển để áp đảo rừng đối phương, đó là xin quá hay quá trời đó, quá hay luôn. Nhưng mà phải trách đó là rất đánh của Yasuo chưa tới chung à. Anh ta không đè được con Twitter Fate. Tại bữa trước là gặp G2 thì G2 xài bài này rồi, bây giờ xài ngược lại một cái pha đường giữa này nữa, giữ rờ ta bắn sau xài luôn. Cái thật ra có hai cái mà tôi đang muốn khen giờ đã BOG. Đầu tiên, ok, bây giờ nói về câu chuyện rớt đánh chưa tới, nhưng mà ta phải nhìn qua phía bên kia. Bin đánh con Twitter Fate này rất tới, tức là anh ta có thể đánh mọi kèo, chấp mọi kèo, và kiểu gì anh ta cũng sẽ tìm được cái công thức để có thể giành chiến thắng cả. Rồi còn trong khi đó thì câu chuyện khu vực đường giữa, ok đó chứ, các bạn thích sự sáng tạo về mặt lối chơi, về việc bích tướng, ok, chúng ta cũng sẽ có sự sáng tạo. Và Nai với con bài Annie đã thể hiện rất tốt, anh ta biết mình cần phải làm gì, đẩy đường, áp lực. Và chưa kể đến, anh ta cũng chứng minh lý do tại sao mà cái thời mà con Annie với lại Ngộ Không hoành hành á thì Jin Dong Gaming đấy, Nai đã là một trong những nhân tố chính với một cú R ba người rất đẹp mang lại chiến thắng dành cho bên phía của BLG. Được cái là anh Trung tiếp lời cho cái lời khen dành cho Bin thì tôi cũng phải khen On. On anh ta di chuyển đảo đường cực kỳ hay luôn, mỗi cái quay bot mà đẩy trước thì On sẽ di chuyển lên tác động khu vực đường trên, thì đó là lý do tại sao mà cánh trên của BLG gỡ lại những mạng hạ gục của Honor trong những tình huống mà anh ta xâm lăng rừng rồi anh ta di chuyển ra sứ giả. Tôi nhớ đâu đó khoảng phút thứ 4, thứ 5 là có một pha, phút thứ 10 cũng có một pha đảo đường như vậy, khiến cho cái thế trận mà con Yasuo nó đã đánh không tới cái áp lực Snowball TF rồi mà còn bị bắt bớ lại, Neely không còn tác dụng sớm thì đội của Thiên Anh cũng đi luôn. Khó chơi. Đúng anh Thiên hay On thì đây là tôi cũng phải tiếp lời luôn là cái ván năm đó là On là người đã lấy lại ván đấu cho bên phía của BLG với cái pha ngăn chặn dịch chuyển đó. Tại vì tôi khá là chắc là nếu thời điểm đó mà pha dịch chuyển đó nó được kích hoạt thành công thì pha giao tranh ở khu vực hang sứ giả đó là chắc chắn bên phía BLG sẽ thua. Không có cách nào mà họ có thể thắng được pha giao tranh đó cả. Nhưng bởi vì anh ta đã ngắt được dịch chuyển của đối phương và nó khiến cho Bin có cơ sở để có thể lao thẳng vào tuyến sau đội hình của T1. Và từ đó trở đi thì phần còn lại là lịch sử. Các trận đấu của T1 nó có một cái hay ở như thế này nè, là khoảnh khắc mà T1 vụn vỡ thường là những khoảnh khắc mà Faker nằm xuống. Thì On là một trong những người cũng đã tạo được pha như vậy với pha tốc biến bắt Tristana, Trung nhớ đúng không? Đó, tốc biến bắt tay Tristana ở khu vực đường giữa, nó đánh dấu cho cái bước ngã của T1 ở trong ván thi đấu đó và cũng dần trong những ván thi đấu sau của T1 luôn. Nó gọi là tác động mặt tâm lý khá nhiều. Tại vì có một cái câu chuyện đến từ bên phía của đại diện số 1 của EPL, BLG. Đó chính là một khi mà họ đã hừng, đối thủ rất khó để cản. Ngoại trừ câu chuyện bạn là Canh Nhìn thôi. Canh Nhìn là một trong những người chơi mà đã cản được cái nhịp rất hay của BLG. Anh ta có khả năng gồng gánh rất tốt.
Còn lại thì rất khó để thể đối đầu nếu như mà BOG họ đánh ở trong mức độ hừng. Họ càng hừng họ sẽ có những pha xử lý cực kỳ điên. Và kể cả là không chỉ là Bin, không chỉ là On, mà tôi cảm giác kể cả Nai hay là cả Xuyên. Xuyên là một trong những người chơi sinh giao tôi cảm giác là hiệu quả nhất nhì hiện tại trong đợt MSI này. Mỗi lần mà anh ta bích sinh giao là anh tứ lao lên chơi tới. Với lại cái liên hoàn tâm kích của sinh giao trong tay của Xuyên nó vẫn có một cái gì đó cực kỳ hay. Anh ta biết cách cancel được những tình huống cố gắng nhảy vào của đối phương, hoặc là giảm đi một phần đó cái hiệu quả đến từ chất tướng của đối phương luôn. Sau game qua thì tôi thấy có một số người gọi anh ta là xuyên dao rồi. Còn xuyên dao chứ không, con xuyên dao nữa rồi. Kinh khủng gì mà anh ta đã làm được với con tướng đó. Nhưng mà nhìn chung thì tôi nghĩ rằng một cái điều mà tôi không biết anh có cảm nhận chung hay không, ngày hôm qua cái điều mà tôi ấn tượng nhất đối với phía của BLG là cái sự bình tĩnh của họ. Tại vì ở trong cái cặp BL5 đó, thực ra ngay cả trong những ván đấu mà họ thắng hay họ thua gì cả thì đều có rất là nhiều thời điểm mà C1 là đội vươn lên dẫn trước. Và C1 với một cái lối chơi quen thuộc là họ rất thường xuyên cố gắng tạo ra những cái đột biến để khiến cho đối phương bị bối rối trước cái khả năng tạo đột biến của họ. Nhưng mà tôi cảm giác là ngày hôm qua dù thắng hay thua cái ván đấu đó thì BLG đều không bị bối rối và mất kiểm soát ván đấu. Đây là một điều rất là thú vị, tại vì tôi hoàn toàn đồng ý với Trung là khi mà cái đội LPL họ có cái khả năng là nếu như họ hừng thì họ sẽ bay rất là cao và họ có thể dùng cái lợi thế đó để dứt điểm ván đấu. Nhưng họ cũng sẽ có một cái điểm yếu là nếu như mà họ gặp khó khăn thì họ cũng sẽ dễ buông xuôi và thất bại, giống như những gì mà Top Esports đại diện còn lại của LPL thể hiện ở tại MSI này. Nhưng ngày hôm qua BLG mà chúng ta thấy là BLG mà khi gặp khó khăn, khi bị đối phương dẫn trước, họ không mất tinh thần. Đây là một trong những điều mà rất khi nào tôi thấy ở các đội LPL trong các giải đấu quốc tế gần đây. Rất đồng ý luôn, tại vì rõ ràng á, ở cái cặp đấu ngày hôm qua đã có những thời gian tôi nghĩ là T1 có thể giành chiến thắng. Tại vì BLG khi họ đã thất bại trước Genji rồi, tôi nghĩ là tinh thần của BLG có thể là bị vùng vỡ, bị chốc rất là nặng, tại vì họ thua kiểu rất là áp đảo trước đại diện số 1 của khu vực LCK. Nhưng khi nhập cuộc trước T1, đó là bộ mặt hoàn toàn khác. Họ gặp cái bài của T1 đó là mắc lẽ một người xong ép thẳng vào Baron. Bên phía của BLG không hề kiểu bị cuốn theo đó. Họ thắng giao tranh Baron, họ lấy lại được tất cả lượng tài nguyên và ép cho T1 vào một cái ván thua. Có một cái hay đến từ BLG là như thế này. Thật ra chúng ta chưa bàn tới câu chuyện in game như thế nào, nhưng mỗi khi mà camera lia ở trong cắm và chọn á, là thấy rõ ràng là gương mặt của BLG ai cũng cười. Đó là một sự tự tin rất lớn mà họ có được trong bất chấp cho câu chuyện là trước đó họ thắng hay họ thua. Điều này giúp cho BLG lúc nào cũng có một tinh thần tốt. Nhưng có một điều chắc có lẽ như BLG sẽ cần phải lưu ý là nên hạn chế con Corki bích. Hạn chế bích Corki tí xíu hôm qua. Nó còn hơi nguy hiểm một tí đó. Và tại vì tôi hiểu anh Trung đang muốn nói về cái pha mà Nai bắn đúng rồi đó. Lửa hơi thấp, nó đầy ở phía dưới Faker bay trên còn tên lửa bay dưới đúng không? Thì chúng ta có thể là cùng xem lại cái pha đó. Pha đó tôi nghĩ là một phần nào đó là đầu tiên là cái việc né dẻo của Faker thì không nói rồi. Thứ hai là cái hitbox, tức là cái phần mà có thể trúng đạn của Orion Son là một con tướng, nó cũng hơi khó một tí tại vì người game beta. Tôi nhớ là có một cái pha highlight đó, không biết là bên phường kỹ thuật có bật cái pha highlight à, không học từ mới hồi mà thường đến từ bên lần sau này đúp đến từ Kanae để cứu đội không xem lại đúp luôn à đúp pha mà rồi, bên phía của tiên quan hệ là người tổ chức đánh trước Viego, sau đó thì Nai mới đem cái gói hàng ra biến, nhưng mà rồi liệu Faker lắp nè bắn thường cái nữa tuyệt kỹ không ai chỉ kiểu giống như là chiếc xe container chạy trước cái đuôi bạn sau cái đuôi bạn là cái chỗ trúng đạn cái chỗ trúng đạn là này tôi nói hơi kỳ chứ là nằm giữa hai chân sao đúng rồi cái đó rõ ràng đúng không? Tôi thấy nó là rất là sát rồi, nó rất là sát hai chân rồi nhưng mà vẫn không trúng phải vô giữa ừ cũng hơn là cái quả tên lửa cuối đó là quả tên lửa nó bự hơn cho nên là ok kiểu gì cũng trúng rồi. Nó giúp cho Nai cái đồ hạ gục rất tốt, nhưng mà tôi nói thật một điều đó là nên hạn chế con Corki. Thật ra không phải ai đánh con Corki cũng tới được, và không phải ai đánh con Corki cũng có được cái thảm lửa đẹp. Nai cũng là một minh chứng. Hôm qua tôi cũng ngỡ rằng là biết đâu đó Nai sẽ gánh được với cái cây đen, tôi nhớ lầm như là 3-1 rồi sau đó là thành 3-2 rồi sau đó là 6-3, nhưng nó cũng không mang lại nhiều hiệu quả lắm, cho nên Nai vẫn sẽ phù hợp với khả năng mắc lây nhiều hơn. Anh ta đánh con này rất thành công, đánh Talia là không cần nói tới mắt binh. Hôm qua quan địa chấn rất là kinh. Rồi sẽ còn nhiều vị tướng nữa, nhưng nên suy về cho câu chuyện là mắc lây nhiều hơn dành cho Nai một tí xíu. Tôi hoàn toàn đồng ý, bộ tướng của Nai có thể sẽ là hiệu quả nhất sẽ là Talia, Ari, Nico, Annie. Đó là bốn con tướng mà tôi nghĩ sẽ khá hiệu quả. Nhưng tạm thời đổi một cái nhịp một tí là ngày hôm qua một trận đấu mà chắc chắn là nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bạn khán giả. Thì sau khi nó kết thúc thì rất là nhiều những cái phản ứng từ vui vẻ cũng có, cay cú cũng có, buồn cũng có, thất vọng cũng có. Nhưng tôi muốn hỏi anh là có cái comment hay là một cái nội dung nào mà hai anh tâm đắc nhất mà anh đọc được hoặc chính bản thân của hai anh có sau cái trận đấu ngày hôm qua hay không? Tôi nghĩ là cái comment ở giữa. Khi bạn đang thử váy cưới nhưng T1 đánh ván 5. Đó cũng là cảm xúc của ngày hôm qua tụi tôi đang để bánh sinh nhật ra. Hôm qua sinh nhật của anh? À, sinh nhật của bạn em. Bạn đó có phải là T con?
cũng tê con luôn. Vui quá rồi. Với lại em với lại bạn đó là cũng chơi thân từ đại học tới giờ, và hai thằng là kiểu sinh nhật kế nhau à. Là thường là cái dịp này sẽ tổ chức sinh nhật chung. Thì lúc đó quán cũng mở nhạc Phan Đình Tùng lên. Em nói hô, đừng khoan, đừng mở. Ngưng lại, đem bánh ra rồi. Em kêu tắt nến đi. Đầu tiên tôi còn đang đánh. Đúng rồi. Đã tiếng tiêu còn đang đánh đúng không? Xong là cất cái bánh đó luôn, không bao nhạc. À. Cất luôn nhạc Phan Đình Tùng đúng không? Ván mấy? Lúc đó đang ván 5 anh. Bật Silver Strap lên chứ sao bật Phan Đình Tùng. Ừ, em chưa tính tới cái đường đó. Và cuối cùng thì là Thiên và bạn đã có cái buổi sinh nhật rồi nó... Biết không? Sinh nhật em có thêm Minh Trí về lại một thằng bạn em là NT số 1 của T1. Rồi, vậy là cân đúng không? Không, hình như là hôm qua đi 13 người. Thì có hai đứa đó. Tụi em cụp mặt xuống. Hai đứa nó cười nguyên buổi. Okay. Còn Chung thì sao? Em bảo không tưởng comment nào hay nội dung nào, hay là bản thân Chung có một đứa có một cái chia sẻ nào về kết quả trận em qua. Thật ra là có một cái khá là tiếu lâm, đó chính là mỗi khi mà bình luận những trận đấu mà T1 đụng độ BOG là cứ tới bắt đầu ván quyết định là em là đứa bị nhắc tới đầu tiên. Là em sẽ là người gọi là bị nhắm tới đầu tiên. Tại vì đôi khi em cũng hét hò hơi quá mà mình cũng không biết được là mất kiểm soát ngôn từ. Đúng rồi, mất kiểm soát ngôn từ. Ngày hôm qua là Sài Gòn cũng mất kiểm soát ngôn từ vài chỗ đó. Thật ra cái này mong các bạn khán giả thông cảm. Tại vì mình bị một cái là hội chứng quên tạm thời đó, nhiều lúc không nhớ nổi. Không, cái này là kiểu anh em mình khi mà bình luận viên mà hòa nhịp theo cái nhịp độ trận đấu á, nó hay là anh em mình cũng sẽ hòa theo cảm xúc đó, và đôi khi là ngôn từ nó mất kiểm soát. Đúng rồi. Hành vi cũng vậy. Thì trên màn hình của các bạn là 5 thành viên của T1. Thì đầu tiên là cái câu hỏi bên phía của bộ phận nội dung đặt ra chúng tôi là hãy nói về nhân tố gánh team của T1 gần đây. Và đội vừa thua banh xác, không biết nhân tố nào gánh team. Đấy là không nhân tố nào gánh nổi. Nhưng chắc là câu hỏi đặt ra đây là theo các anh cảm nhận thì là giờ cá nhân nào của T1 đã có màn trình diễn gọi là ổn định nhất trong khoảng thời gian vừa qua? Cái này em trả lời sau đi. Em tại em nhìn thấy cái hình thứ hai. Em nhớ tận trận G2 rớt gánh team, G2 là đối thủ không có nhiều áp lực lắm. Đúng như trên cái hình ghi luôn. Nhưng mà về cái nhân tố gánh team thì chắc em nghĩ vẫn sẽ là cặp đôi chú cháu chủ tịch. Chú cháu chủ tịch. Đúng rồi. Nhưng mà hơi buồn cái là T1 không chờ Gumayusi đến carry. Ừ. Thật ra bản thân của em sẽ khác với lại Thiên xíu là em nghĩ Gumayusi. Em vẫn cảm giác Gumayusi là người đánh ổn định. Có một cái hay của top 3 đội hiện, top 3 đội MSI đợt này đó là sẽ luôn có một cái nhân tố là sẽ giữ được sự ổn định bất chấp là ván thắng hay ván thua. Bên phía của BOG thì có Bin, bên phía của T1 thì có Gumayusi, còn bên phía của Gen Z thì có Canyon. Nó giúp cho ba đội này cũng đã chứng minh được lý do tại sao mà họ được vô tới cái top 3 này. Thì điều đó đang khiến cho các MSI đang cực kỳ dễ để có thể nhìn nhận được về mặt cá nhân hơn tí. Anh biết hôm bữa mà cái trận BOG đánh với lại Gen Z, anh biết trong động tê con bảo gì không? Bảo gì? Lấy tiền mua Canyon. Không, Gen Z cũng giàu lắm anh ạ. Gen Z cũng giàu lắm. Thật, phải gọi là nhìn Canyon lực lắm thề. Tại vì cái trận mà ba đường của bạn thua, một mình rừng gồng hết team luôn. Hay. Cái trận mà cấm 5 con mid xong rồi Sovi cầm con Zone á. Lúc đầu là bị đè rất nặng, nhưng một mình Canyon thật sự là một trong những người thường công nhận. Biết miêu tả sao đây? Đồng ý thì đồng ý với Trung là Gumayusi là người rất ổn định, nhưng mà đúng cái đợt này thì một phần nào đó là bên phía của T1 vào một cái vị thế là xạ thủ là người chơi ổn định nhất của họ trong rất là nhiều khoảng thời gian vừa qua. Nhưng mà trúng cái meta là con Senna là con bắt buộc phải đánh. Đúng. Nó không phải là con tướng yếu nha. Tại vì nếu như các bạn để nó rơi vào tay của đấy, BOG đánh con Senna là vẫn thắng như bình thường. Cho nên là bên phía T1 bắt buộc phải ưu tiên con Senna trong cấm chọn. Nhưng mà khi xạ thủ là người có phong độ ổn định nhất và khả năng gánh team cao nhất, các bạn lại phải đánh Senna theo bắt buộc của meta, thì đúng là hơi khó lòng vậy đó T1. Nó không nằm ở vấn đề con tướng mà nó nằm ở cái cách vận hành. Cái đó là cái điều mà hồi trước khi quay cái show này thì em cũng có nhắn với bạn kỹ thuật là cho em cái thông số của con Senna, nhưng mà là hơi trễ. Là có đặt một câu hỏi là cặp đôi Senna kết hợp Nautilus hay là Senna Tamken và kết hợp với nửa cánh trên là công ty F. Tiêu Anh làm nhiều lắm nhưng mà toàn thua. Nhưng mà cảm giác là BOG đang là đội vận hành cái cặp đôi này tốt nhất. Cái đó công nhận. Và thật ra thì cũng không thể nào trách T1 được. Tại có lối chơi của Gumayusi là một cái lối chơi theo mang tính hướng carry nhiều hơn tí xíu. Tức là anh ta sẽ là người cố gắng làm sao đảm bảo về nguồn tài nguyên cho chính bản thân của mình mà từ đó giành chiến thắng. Còn L thì sẽ hơi khác một tí. Thế chắc là L sẽ chơi đa dạng hơn.
là ok, nếu như bây giờ kêu tôi đánh hy sinh, tôi di chuyển, tôi ram tùm lum tà lai các thứ đó, tôi hỗ trợ đồng đội, tôi đánh Senna, ok, tôi vẫn sẽ làm câu chuyện đó, vậy đã xử lý rất là hiệu quả. Còn trong khi đó thì còn phải phụ thuộc vào những câu chuyện là các thành viên còn lại sẽ như thế nào, tức là từng tình huống, từng pha xử lý. Với lại hôm qua, hồi nãy anh Lu có hỏi em về cái câu đó là ấn tượng các comment, thì bây giờ em nhớ có một cái comment đó là vấn đề không phải nằm ở chỗ con tép, cái vấn đề ở chỗ là rừng kết hợp như thế nào. Tức nghĩa là hôm qua rõ ràng Bin cũng đánh con tép và anh ta thắng một cách áp đảo. Nó sẽ dựa trên cái cơ số đó, chính là Xuyên đã có được những tình huống di chuyển rất là hay và biết cách để có thể tạo ra được những biến số, và từ đó thì BOG có được chiến thắng. Sao? Gãi đúng chỗ ngứa luôn. Vậy đó. Tại vì hôm qua anh nhìn cái đúng cách là tới mà... con chính hiệu, nghe tới rừng là môi dục dục mét. Cảm nhớ. Nói nha, nói đi anh, nói đi, thoải mái đi. Tại vì hôm qua... Mở máy đi thiệt. Khi mà có tép á, một là phải hạn chế bị đổi đường bất ngờ để tép này không bị ngọng. Ừ. Thứ hai là nếu như mà đi đúng đường á thì phải có sự hỗ trợ của rừng để TF được đẩy thoải mái, hoặc ít nhất là khi gặp kèo khó thì TF cũng đánh được. Thì ngày hôm qua Xuyên đứng ở nửa cánh trên, Bin không bị gì hết. On lâu lâu đẩy xong lính lên là cái cặp đôi của BG đánh rất là hay. Thậm chí là những cái game mà không có TF đi thì cũng đẩy ra đường giữa gánh phát cơ, ganh lần báo người sao chịu nổi, đúng không nào? Rồi. Vậy thì ngoài vấn đề ra mình còn vấn đề gì nữa? Anh Thiên chỉ buồn cười tại vì từ đây tôi chia sẻ với anh là sau các trận đấu thì anh thì tôi cũng thường mua tối stream cái nội dung mà anh Thiên vừa nói, nó cũng có rất là nhiều người, tại vì lúc nào cũng tỷ lệ rất là cao sẽ xuất hiện câu là tại rừng. Và tôi có nói đùa là không ai khổ như là Honor cả, bởi vì một năm là bị bán với lại bị kích tới 4 đến 5 lần. Đúng rồi. Tới cuối giai đoạn cuối mùa là Tiêu Anh lại chuẩn bị đi tuyển rừng. Không, cái này tôi bên vực Honor chút xíu nha. Tại vì bữa giờ cái lối đánh của Tiêu Anh là không có đầu tư cho Honor. Những cái pha họ đổi đường, họ cứ cho Honor pha 37 xong rồi đi ra. Mới cho Honor mấy cái chất tướng kiểu Lee Sin rồi Viego mà pha 37 xong bạn ra đường để nửa rừng còn lại bị cướp thì những con tướng nó thọt hẳn luôn. Tôi cảm giác cái vị trí mà đang gặp vấn đề nhiều nhất của Thiêu Anh đang là hỗ trợ. Tưởng anh lại đi shopping chứ, tại vì đúng rồi, đúng rồi. Kịch bản có câu hỏi là Thiêu Anh sau em Massa liệu có sự biến động mà tôi đã có hỏi. Đúng rồi, đúng rồi, đó. Răng Canavi hay là Kim Nhan. Sao bây giờ sẵn luôn anh đề xuất đi, sẵn luôn anh đề xuất đi anh Thiên. Tôi tưởng là bây giờ có cái game anh hiện lên mặt với... giá của tuyển thủ là 1 coin đưa cho tôi 10 coin. À ok. Nhưng bây giờ nếu như nếu mà chúng ta tưởng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó anh Thiên. Nếu như sao? Lại là Họa Thế Chi Linh hả? Đúng rồi đấy. Anh có thể đề xuất, anh có thể đề xuất được. Đội hình mùa sau đúng không? Ồ, LCK có luật cho ngoại binh không ta? Bây giờ cứ được, bỏ qua câu chuyện luôn đi. Bây giờ anh đã được quyền vẽ rồi, anh cứ vẽ thoải mái đi, đừng lo. Ừ, ok. Đường giữa thì Faker cũng được nha, vẫn giữ. Đó, tại vì đó là bộ não rồi. Hoặc là nếu không thì cho Faker xuống đánh Yumi, có đi dễ. Ừ, rồi, tiếp. Đó, thảo thủ thì vẫn Uma Yoshi đúng không? Mùa sau delay được không ta? Đi like hả? Khỏi đi kiếm rồi. Lúc đứng kế bên là khỏi đi kiếm. Ok, đi like. Đi like. Rừng chết. Tạc Văn mới ký hợp đồng. Bây giờ anh cứ vẽ đi, anh cứ vẽ đi. Vẽ mà. Rừng Canyon. Lộ. Top vẫn rớt. Mùa sau nâng cấp. Rồi, chốt đội hình, chốt lại đội hình gọn này. Ok, rất là cảm ơn chia sẻ của bạn Tây Con duy nhất đang ngồi đây. Chỉ có bạn mới dám nói mấy nào chứ tôi với chung đội hiểu luôn. Cái này là anh vẽ đường cho tôi đi. Không, thì tôi vẽ ra anh thoải mái. Nhưng mà hình như là bạn gái của anh cũng Tây Con đúng không? Đúng rồi. Fan của ai? Quy gia đình luôn mà. Fan của Mr. F. À ok, vậy thì được. Tôi tưởng fan của Honor thì về nhà hơi mệt nha anh Thiên nhá. Rồi bể tướng của cái này hồi nãy chúng ta có nói về câu chuyện là đây là một MSI mà cái số lượng tướng được chọn ở các vị trí rất là nhiều. Và thực ra khu vực đường trên là một cái khu vực mà tôi nghĩ rằng điều này nó được thể hiện rất là rõ khi mà chúng ta thấy rằng từ tướng tay dài nè, TF rồi Ven, sau đó chúng ta có tướng chống chịu On Sante, tiếp theo chúng ta có cả những con tướng đấu sĩ cũng xuất hiện được, mặc dù tỷ lệ nó không nhiều lắm, ví dụ Jack Reacton, và giai đoạn cuối này thì Camille trở thành một cái bao biết rất là tốt. Thì nó đang khiến cho cái khu vực đường trên, đặc biệt là khu vực đường trên, nó trở thành một cái điểm nóng trong cấm chọn. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta nhìn vào cái bộ tướng này, hầu hết tất cả những con tướng đang xuất hiện ở bể tướng đường trên, Bin là người làm tốt hơn. Đồng ý. Kể cả những vị tướng giống như nha, là bên LCK hay bị một cái vớt, đó là cái vớt của con Twitter Fay. Kim thì là người phá được, nhưng mà cái số lượng ván nó không nhiều. Ngược lại Bin lại là người phá được cái vớt đó với số lượng ván nhiều hơn.
Kể cả con Kassante Bin cũng để lại rất nhiều ấn tượng, bất chấp cho câu chuyện là cái ván thi đấu đó là ván thi đấu mà BOG gọi là chắc chắn gần như thua trước Genji rồi, thì Bin vẫn biết cách làm sao để có thể tạo được những điểm nhấn. Còn con Zac trong phần màn tới, chắc có lẽ như Bin là người duy nhất sử dụng hiệu quả con Zac này ở trong cái đợt MSI này luôn. Nếu như các bạn đánh TF hay là Kermil mà các bạn không cấm con Zac, hoặc là bất kỳ một con tướng nào mà các bạn không cấm Zac của Bin thì GG đó, chắc chắn tôi khá là chắc vì điều đó anh ta là người đánh Zac ở thời điểm vừa qua tôi cảm giác là tốt nhất thế giới. Đây, chúng ta có những cái thông tin rất là thú vị đến từ Bin. Bin lọt vào 3 trận chung kết MSI liên tiếp. Này là phải giữ lắm mới làm được chứ không phải là... Đúng rồi. Đó, rồi cái in-game cũ của anh ta Love Kermil, từng là boy one champ Kermil, cho nên là cái màn trình diễn hôm qua với cô nàng này rõ ràng là thật sự thuyết phục. Còn cái phát giữa sao tao nói người ta có hai phát anh. Tôi đọc đúng rồi. Tôi tưởng là mù có chọn lọc. Phát giữa là loại T1 3 lần liên tục tại MSI. Cái, không, thêm đúng một cái con nữa. Okay. Đúng tê con, tê con, tê con. Bây giờ thì tôi sẽ nói lại đó là Bin đang làm được một điều mà rất khó có tuyển thủ nào làm được. Anh ta chưa bao giờ thua T1 trong một loạt trận BO5. Đúng. BO3 thì hình như là có đợt chung kết thế giới. Chung kết thế giới. Mùa trước thua. Nhưng mà BO5 thì chưa bao giờ. Nó cực kỳ ấn tượng và nó còn chưa kể đến là Bin ở trong giai đoạn hiện tại cũng đang gọi là chín mùi đó. Tại vì đúng anh rồi. Ta không, thật ra không chỉ mỗi là chung kết MSI mà giải quốc nội hình như cũng chung kết liên tiếp rồi. Tôi tầm nhớ không tầm chắc tầm có khoảng từ 3 lần. Từ năm ngoái là anh ta luôn luôn có mặt ở trận đấu cuối cùng. Chúng ta là cái đẳng cấp của Bin rất là tốt và anh ta vẫn đang giúp cho đại diện của EPL lúc nào cũng sẽ có được cái chiếc vé vào trong những trận đấu chung kết tổng. Còn đối đầu với T1 thì thực sự mà nói Bin không chỉ chứng minh một câu chuyện đó chính là anh ta có thể đánh bại T1 với số lượng nhiều. Mà bất chấp đội hình có thay đổi con người như thế nào đi chăng nữa, ví dụ như lúc trước thì có thể dựa vào những nhân tố khác ở phía bên ngoài, nhưng ở trong mùa giải này với một đội hình toàn người quốc nội, Bin vẫn biết cách để có thể đánh bại được đại diện của LCK và tiến thẳng vào trận đấu chung kết tổng. Cảm giác là cứ mỗi khi tới MSI là Bin lại trở thành người chơi xuất sắc nhất thế giới ở ngay thời điểm đó. Không phải tự nhiên mà anh ta cứ liên tục làm được những điều chúng ta vừa kể ở trong khoảng thời gian vừa qua. Thì để coi là trong cái trận đấu cuối cùng của MSI 2024 này thì Bin có làm cái điều đặc biệt không, là 3 kỳ MSI liên tiếp và 2 lần vô địch, 1 lần vào chung kết, thì thật sự đó là cái điều mà anh ta có thể dần dần hướng tới chuyện là lấy đi cái danh hiệu vua MSI của Sahu. Mà nhắc rất nhiều về những ván thi đấu trong những trận đấu sắp tới thì có lẽ như mình bây giờ chắc là phải nhìn lại những khoảnh khắc đẹp nhất của MSI, đặc biệt hơn là vòng khởi động cũng như là vòng phân nhánh trước đó. Tại vì có rất nhiều những ấn tượng. Chúng ta sắp tới những hồi cuối rồi, thì bây giờ việc có thêm nhiều kỷ niệm đẹp về những trận đấu trước đó cũng là cái gì đó cực kỳ ấn tượng. Chúng ta thấy hồi ức đúng không? Đó, hồi ức. Nếu mà ở đây thì chắc là có anh Thiên, là MSI đối với anh kết thúc chưa anh Thiên à? Được. Chắc là rồi nhờ. Còn ngày hôm nay nữa. Còn hôm nay nữa hả? Ủa hôm nay có ngồi bàn phân tích không? Chiều nay vẫn có. À có à. Hôm nay tôi xem trận chung kết của hai đại diện số 1. Hôm nay tôi xem Bạch Hổ với lại Thanh Long đánh nhau. Đây chúng ta đang nhìn được những cái vòng từ vòng khởi động so tới vòng phân nhánh. Thì tôi muốn hai anh chia sẻ là trận đấu ấn tượng nhất từ đầu đến giờ của anh ở tại MSI 2024. Anh Thiên trước đi. Sao anh chuyện bánh ra vậy? Thì tôi cũng đang suy nghĩ. Tôi biết anh đang hừng nói lắm anh. Tôi tưởng anh có gì trong đầu. Trận đấu cảm xúc nhất của anh đi. Trận đấu cảm xúc nhất của anh là trận đấu nào? Có đội anh yêu không? Trận đấu cảm xúc nhất với tôi đó là trận T1 với lại Liquid. Lý do gì? T1 cũng có khá nhiều trận thắng ở tại đúng rồi. Cái ván mà hai bên sồ vào nhau đánh là chúng ta không vươn lên luôn. Đó. Tôi không tin đây là đội tuyển tôi yêu nữa. Không ngờ đội tuyển tôi yêu bây giờ đánh ngang hàng với team Liquid. Không, cái đó là em ngờ chứ anh. Tại vì em nói là cân ở mỗi tay LCK à? Có T1, ở LPL có Weibo, là hai đội có thể đánh ngang hàng với tất cả các đội tuyển đúng không? Nhưng mà anh Nhân Thiên cũng là fan MU mà đúng không? Không, tôi không fan MU là vậy chết. À ok, tiếp bạn, đó bạn ở nhà tôi mới là fan MU. Fan đúng hai đội, cân mọi tia luôn. Anh biết không? Ở cái thời điểm mà tôi nhìn Liquid đánh với T1 cái ván đó, và cái cách T1 thắng của tôi, ước gì là T1 có thể bị loại sớm hơn. Chứ không phải là xem này, tôi nghĩ là thôi xong rồi. Đánh kiểu này vào gặp G2 hay là gặp BOG là đi kiểu là đi thẳng cẳng luôn. Nhưng mà ở thời điểm tôi nghi ngờ đội tuyển tôi yêu nhất thắng 3-0 gì tôi. Thực ra thì cái trận đó thực ra em cũng ấn tượng cái trận, em ấn tượng cái trận đấu sau, trận đấu của T2 Sport với lại T1. Tại vì hôm đó em nhớ là tầm cỡ khoảng 9 giờ là em đang bắt đầu nằm coi TV rồi. Thì tự nhiên có một tin nhắn nhắn tới là anh Trung ơi, điền dự đoán đi anh.
Cái sau đó em cứ nhớ trong đầu là hình như là mình điền dự đoán là T1 3-2 T2 Sport hay sao đó. Nhưng mà chỉ mới nhấn cái mũi tên của cái việc chọn đội thôi chứ em không nhấn cái tỷ số thì phải. Thì mà sau đó sáng hôm sau em dậy em thấy ui 3-0 mà mình vote 3-0 T1 à. Em tại vì cái này hình như ai dựa chung lúc đó thì chung nghĩ là buổi tối đó là điền hình như là điền C2 hay là điền 3-2 T1 gì đó, tự nhiên lúc mà đưa dự đoán lên 3-0 T1 xong. Ai dựa. Em nhớ và dự đoán chính xác nhất của chung ở tại Barca 2024 là đó. Dự đoán bị dựa vào hoàn toàn tâm linh chứ rồi. Không cần phân tích. Cái dự đoán 3-1 BOG cũng vậy luôn, em cũng không biết ai dựa luôn. Mà em nhớ cái bột duy nhất mà em sử dụng là bột quay thôi chứ. Tỉnh đi chung. Còn một câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta có cái khẩu hiệu là Become the Unknown, trở thành ẩn số của MSI 2024. Vậy thì đội tuyển nhiều ẩn số nhất đối với hai anh ở tại giải đấu này, cho em kể hai cái tên được không? Được, được, thoải mái. T2, T1. Đúng, ok. Tại vì hai cái đội đó bạn không có ngờ được đâu. Đâu cái cách G2 thắng Toy Spot, cái cách họ thua T1, cái cách T1 thắng Liquid và cái cách họ thắng T2. Làm sao mà một đội tuyển bình thường hay là những cái phân tích viên bình thường bằng những con số bạn có thể mường tượng ra cái viễn cảnh đó đúng không? Họ thật sự là những ẩn số. Nhưng mà nói mà gọi là đúng cái tên nha, bây giờ chưa cần phải nói về cái ý nghĩa của lý do tại sao đọc là Become the Unknown. Chúng ta nói là đúng cái nghĩa đen đi, thì đối với em Top Esports mới chính là Become the Unknown. Tức là họ đánh kiểu gì, họ đánh một hồi là họ thành ẩn số thật. Không rồi, không biết đường nào đúng về rồi, nhà luôn. Không biết đường nào lần luôn. Đánh với lại Gen Z thì thấy thua 2-3 đó, ồ chắc vào đụng độ với T2 sắc cũng có một ván hai ván rồi đó. Xong Become the Unknown luôn, không một ván nào hết. Và thua tan nát. Cuối cùng thì phải bơi về của anh Thiên nữa. Hy vọng là được. Anh Thiên, cảm nhận của anh trận đấu đó như thế nào? Thì rõ ràng rồi, ba cái tên này nó có tính chất bắt cầu đúng không? Đúng rồi. Ba người đánh với nhau liên tiếp 3 trận sau về luôn. Thì kinh khủng thật. Tôi cũng ngờ được trận đó 3-0 nữa. Bữa đó này cũng liên quan là bữa đó là Thiên có bình luận trận đó đúng không? Đúng rồi. Ai phân công cũng ác vô, nó bình luận hồi nó lú luôn mà. Thiên bình luận Thiên hồi là Thiên lú luôn rồi sao? Tấu hình như trận Thiên cũng mất kiểm soát có không? Không. Ý là một trận nào đó mà Thiên có bình luận Thiên ở giải này không? Không có anh. Có. Tôi đúng rồi, có trận đó. Tại vì tôi là người nói luôn mà, tại vì tôi ngồi tôi xem tôi nói Thiên bình luận Thiên xong hồi Thiên lú luôn, Thiên không biết đúng Thiên rồi. Nào có, là Thiên có, nào có, luôn. Có. Cái em nhớ có một luôn. Trận làm nhưng mà hình như không phải trận đó. Không phải trận 3-0. Thì đúng rồi, một trận nào đó với khi mà bình luận người cùng tên với mình. Genji, trận gặp Genji. Đúng rồi. Nhìn trận đó nhìn lực lắm thề, tự nhiên xong chưa nhìn thấy gì tu. Nhưng mà công nhận là đợt này Tuts Sport đánh Thiên cũng áp lực nhờ. Tại lên mạng thấy toàn chữ Thiên. Hồi đợt lúc em làm LL với anh Trung á, hai đứa ngồi chung mà mỗi lần trận có Thiên á, anh Thiên. Đúng rồi. Thiên. Em tưởng theo em thôi. Gì vậy anh? Vậy xui quá, chúng ta không có một cái trận nào mà Thiên bình luận Thiên mà xong rồi On đánh On nữa. Đúng rồi, đó anh hôm qua có On đánh On. Hôm qua nghe lưỡi đúng không? Vô mới thấy lẹo. Đúng rồi, nói chung là vô mới thấy lú không á. Nói chung là bình luận viên thì nhiều lúc cái khổ là đặt mấy quả tên nó giống như tướng ấy, nó dễ lú lắm. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục có một, trước khi chúng ta chuyển tới phần của trận chung kết tổng, chúng ta lại có một trận chung kết LCK và LPL nữa. À đây là tuyển thủ Become the Unknown. Tuyển thủ nào nhiều biến số nhất trước khi đến với cái câu hỏi vừa rồi? Tết. Lý do ha, cho nó xin một lý do đi. Tết thì khi anh ta cầm bộ bài lên thì đó là một hình ảnh khác. Khi anh ta cầm cái tông pha lên thì cũng đó là một cái hình ảnh khác. Thì đó đồng là ý. cái biến số nó thật sự rất là đặc biệt, nhưng mà hai lần gặp Bini thua cả hai. Còn đối với bản thân của em, chắc tuyển thủ mà nhiều biến số nhất là On á. Tại vì bây giờ nhìn vào cái đợt MSI này hình như chưa có hỗ trợ nào mà được cái quả play of the game, đúng nhỉ? Play of the series thì phải. Hỗ trợ nha, tức là vai trò hỗ trợ nha. Xuất sắc nhất của một series. Thường thì chúng ta thấy là Gumayoshi, Bin, rồi hình như có mấy đợt nữa là những tuyển thủ các lên khác chứ không phải là hỗ trợ. Hình như On đang là người duy nhất, On đang là người duy nhất có được cái danh hiệu đó. Cho nên từ việc một người chơi hỗ trợ không được đánh giá cao ở những mùa giải trước, thì càng ngày On lại càng đánh trưởng thành hơn. Về cách xử lý của anh ta trong những pha chi tiết nhỏ nó cũng rất tốt. Chứ kể đến là đôi khi hừng, anh ta sẽ hừng rất tốt, và đôi khi bình tĩnh ra cũng sẽ giữ được bình tĩnh. Anh ta chính là người mà khiến cho em có rất nhiều sự bất ngờ. Tại vì ở với bản thân của em theo dõi On cũng một khoảng thời gian dài,
và đồng hành dõi. Từ lúc đang là off rồi đúng không? Đúng rồi, đang là off rồi. Con Leona xài rờ dò đường đúng không? Vẫn còn nhớ mãi mà cứ có rờ là bực thôi. Em còn mình lượng nghe VL là chính là cái đợt vẫn còn off nhiều lắm. Đúng rồi, off kinh khủng luôn. Nhưng mà không ngờ từ off và thành on, nó để lại cho em cực nhiều nhiều sự ấn tượng và đây là mùa giải mà cảm giác thành công nhất nhỉ của on. Rồi, chúng ta đây là bên phía bộ phận nội dung nhắc chúng ta là cái phần thưởng dành cho MSI này để cho các bạn khán giả biết được. Thì nó có một cái thay đổi khá là lớn ở tại MSI 2024 với việc là hai khu vực có thành tích tốt nhất sẽ có thêm cho khu vực của mình một suất ở chung kết thế giới. Thì cụ thể với kết quả hiện tại chúng ta đã có thì LPL và LCK mỗi khu vực sẽ có thêm một suất ở chung kết thế giới, cụ thể là từ 3 lên thành 4 như cũ. Chỉ riêng hai khu vực này thôi nha, chỉ riêng hai khu vực này sẽ có 4 suất ở tại chung kết thế giới 2024. Ngoài ra thì trong trận đấu chung kết tổng ngày hôm nay, đội nào giành được thắng lợi giữa Genji và BOG thì đội đó cũng sẽ có một suất đến thẳng với chung kết thế giới 2024 với điều kiện là họ phải có mặt ở playoff của giải đấu quốc nội mùa hè năm 2024 này. Thì đó là những thay đổi khiến cho MSI 2024 nó có rất là nhiều cái sự tính cạnh tranh, nó sẽ cao hơn một chút, tôi nghĩ là như vậy ở tại mùa giải này. Còn giờ đây thì chúng ta lại có một cái câu chuyện LPL và LCK ở trong trận chung kết tổng. Hay anh có nghĩ rằng những cái thăng tiến của phương Tây trong MSI 2024 liệu có đủ sức để giúp cho tới với chung kết thế giới? Thì cái cuộc chơi của hai khu vực này nó bị phá bỉnh bởi Isu Esports hay không? Tôi sẽ gọi thẳng tên Isu Esports luôn chứ không phải là một đội nào khác. Rõ ràng là Isu Esports vẫn đang là một đội thực sự họ out trình LEC. Họ có thể sánh ngang trình độ với các đội tuyển ở khu vực LPL và LCK. Nhưng về màn trình diễn của họ, họ vẫn đang là một ẩn số. Đó là lý do tại sao tôi xếp họ cùng với T1 là một ẩn số. Họ có thể trình diễn trước một đội này rất hay, nhưng lại gặp một đội hàng đầu khác thì họ lại có một màn trình diễn rất là bạc nhược. Chung kết thế giới năm trước thì chúng ta cũng đã nhìn thấy họ rồi, trận thua NRG ai mà ngờ được. Cho nên là G2 tôi chưa bao giờ đặt hoàn toàn 100% niềm tin vào G2 có thể làm khó được LPL và LCK. Tôi nghĩ vẫn sẽ là sân chơi của hai khu vực này. Chúng ta chưa cần bàn tới câu chuyện thắng thua nha. Bây giờ bàn tới cái việc ổn định là chúng ta đã thấy rõ ràng là LOC với là LCS là không thể nào so bì được rồi. Tại vì G2 Sport giống như là anh Thi mới nói, tức là hành trình dài, kể cả là trong bàn phân tích cũng đã từng nói rồi, G2 Sport bị một nhược điểm rất lớn là đánh càng dài là vấn đề thể lực, về vấn đề tinh thần đó, thể lực tinh thần của họ lại càng ngày càng bị yếu đi. Và nó khiến cho đại diện số 1 của LOC lúc nào cũng gặp vấn đề mặt tâm lý hay là sự tự tin của họ bị giảm dần. Họ có những sự lựa chọn đa dạng rất ok, nhưng càng về sau, bắt đầu càng về giữa game hay là đụng độ với những đội macro cứng quá là họ lại càng ngày càng để thua, và từ đó thì nhận rất nhiều thất bại. Cho nên nói về câu chuyện ổn định thì việc ổn định nó cực kỳ quan trọng. G2 đang không có được chuyện đó. Kiểu đường dài mới biết người hay đúng không? Đúng rồi. Một đội tuyển như G2 chúng ta đâu có ngờ là họ sẽ khóc khi mà thua đâu. Bữa Rock and Play khóc rất nhiều. Đúng rồi, anh ta, Rock and Play. Anh ta không khóc vì thua mà anh ta khóc kiểu như là vì mình không đánh được tới mức mà mình mong muốn á. Thì đó là cái vấn đề rất là lớn của G2. Tôi tưởng anh Thi đang tính nói là bình thường là mấy anh hãy này thua, bình thường hay cười lắm mà sao lại khóc. Sao tự nhiên lại thua lại khóc. Gì mà hôm qua có khóc không ta, hôm qua có ai khóc không ta? Cái khúc cuối là bắt đầu quay vô cái bánh sinh nhật rồi tôi không có nhìn. Có, Ninja Sport sau trận thua với lại T1 là có khóc. Họ thực sự là họ thất vọng với cái kết quả 0-3 đó. Không, em hỏi trận hôm qua. À, hôm qua thì chắc chắn là khóc nhiều chứ. Có người khóc. Không rồi, nhiều lắm luôn. Thì vậy thì với những câu trả lời của hai anh thì chúng ta có thể đồng ý với nhau là năm 2024 này thì có lẽ vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện của LPL và LCK. Và hai đại diện số 1 của LPL và LCK sẽ đụng độ với nhau chỉ sau vài giờ nữa thôi. Khi mà các bạn theo dõi trực tiếp trận chung kết tổng MSI 2024 thì chúng ta hãy đến với cặp đấu cuối cùng của giải đấu này, BOG và Genji. Đây là trận tái đấu. Ở trong trận đấu chung kết nhánh thắng thì Genji đã có một cái thắng lợi mà tôi nghĩ là nó cũng có thể gọi là áp đảo với việc là chỉ thua một ván đầu tiên mà sau đó thắng liên tục 3 ván sau đó. Thì hai anh nghĩ như thế nào về cuộc tái đấu này? Em nghĩ là cái cuộc tái đấu này sẽ là một kịch bản hoàn toàn khác giống như Bin đã nói. Đồng ý. Hôm bữa anh ta nói là họ gặp vấn đề về mặt tâm lý. Và cảm giác trong trận đấu đó người gặp vấn đề về mặt tâm lý nhiều nhất là Xin. Khi anh ta bị Canyon áp đảo. Bị out trình á. Bị áp đảo về mặt tinh thần chứ gọi là out trình thì nó hơi nặng. Chứ Xin thì vẫn đánh được. Nhưng mà riêng cái trận đó là nhìn thấy Nelly của Canyon thì thôi xong rồi. Nhưng mà thật ra thì ván qua tới cặp trận đấu sắp tới thì chắc em nghĩ mọi thứ nó sẽ khác. Dù gì mà nói Xin là một trong những người mà tinh thần cải thiện rất là tốt. Tại vì Xuyên là người cười nhiều nhất ở trong những cái lượt cắm và chọn luôn. Nó giúp chiếc tinh thần của Xuyên lúc nào nó cũng ở mức độ sảng khoái. Còn cuộc đụng độ sắp tới thì em nghĩ Banbix
là một trong những cái mà em rất là hóng. Tại vì để coi coi là bandwidth của bên phía BOG họ sẽ sửa đổi như nào. Ở trong cái cặp trận đấu của T1 trước cái ngày hôm qua, tức là trận đấu đầu mà hai đội gặp nhau ở trong đợt MSI này, thì BOG họ cấm càng nhiều tướng của đối phương, tức là điểm mạnh của đối phương càng nhiều càng tốt. Nhưng qua tới cái trận đấu vừa rồi thì họ hạn chế đi, họ chuyển sang dần dần thành lối chơi, và chính bản thân của họ sẽ là cái công thức tốt nhất để có thể giành chiến thắng và họ thành công với chuyện đó. Cho nên em nghĩ là qua tới cái lượt này thì cấm và chọn họ sẽ hạn chế những vị tướng mid và sẽ chọn làm sao đó để cho cái lối chơi của họ nó sẽ ok hơn, sẽ tốt hơn. Chứ ở trong cấm và chọn với Gen.G, cái việc mà bích con Dan là khoảnh khắc em cảm giác là bên phía BOG họ bị đuối trong việc cấm và chọn. Thực ra nó nằm một phần nào đó ở những bước di chuyển rất là thông minh đến từ Canyon. Anh ta kiểm soát ván thi đấu rất là hay. Chưa bao giờ thấy một rừng nào mà di chuyển kiểu thường các bạn giả tỏa áp lực đai trụ là bạn sẽ xuất hiện cùng với đồng đội mình đúng không? Để báo với đối phương là quân số chúng tôi cũng đủ để chống một pha đai trụ. Còn Canyon anh ta đọc trước khoảng 30 giây, anh ta đứng ở giữa hai trụ đứng chờ và gọi mid mình xuống. Khi mà đối phương xuất hiện thì lúc đó họ mới sồ ra để có thể bắt. Là khi mà đối phương không còn công cụ để chạy, đã lọt lòng rồi là xong. Tôi nhìn Canyon đánh mà tôi nổi da gà, cái fan macro kiểu đó. Còn ở trong ván thi đấu này tôi nghĩ là sẽ là cái vấn đề ở việc cấm và chọn. Chọn được con Talia là vấn đề lớn nhất. Và cặp bot kết hợp với Senna nữa thì cũng sẽ là một cái điểm mạnh dành cho BOG. Chứ tôi nhìn Gen.G vận hành của Senna thì cũng chưa hiệu quả với BOG đâu. Có một cái điểm mà nó sẽ là khác biệt từ lần gặp nhau trước của hai đội so với tới với lần này, đó là cái không khí ở tại nhà thi đấu Thành Đô. Tôi có cảm giác là sau cái trận đấu ngày hôm qua giữa BOG và T1 thì sức sống đã được quay đúng trở rồi. Lại đã không đúng. Còn là thư viện Thành Đô nữa. Ngày hôm qua nó thực sự là nhà thi đấu, nó thực sự là cái sân nhà và có được sự cổ vũ rất là nhiệt tình của khán giả dành cho BOG. Thì ngày hôm nay với cái sự thay đổi đó, tôi nghĩ đây sẽ là một cái nguồn sức mạnh mới rất là quan trọng dành cho bên phía của BOG ở trong cái trận đấu để gọi là giữ lại danh dự cho nước chủ nhà. Hai lần đánh bại đương kim vô địch thế giới thì đó là một trong những cái món quà và cú hút về tinh thần rất lớn cho BOG. Và ngày hôm nay thì họ lại được tiếp tục nhận sự cổ vũ trên sân nhà tại Thành Đô. Nó sẽ là một cái nguồn tinh thần và động lực rất là lớn để có thể thi đấu lại với giống số 1 khu vực LCK. Cái cuộc chiến này bây giờ nó sẽ là cuộc chiến của hai thái cực. Đó chính là sân nhà, các bạn khán giả ủng hộ cho BOG, nụ cười của Xuyên và sự bình tĩnh đến chết người của Canyon. Tại vì chúng ta để ý cái trận đấu giữa Gen.G với lại BOG á, tức là khán giả hò reo đồ các thứ, hay là xong trận đấu rất nhiều tiếng vỗ tay các thứ, nhưng gương mặt của Canyon nó vẫn giữ đúng một cái nét sát thủ. Và anh ta giữ nguyên từ đầu tới cuối, từ ban bích cho tới vào game rồi tới kết thúc, rồi anh ta lẳng lặng lấy cáo đi lên trên phòng nghỉ ngơi. Và chính điều đó đang khiến cho em cực kỳ háo hức trong cặp trận đấu này. Tôi rất là nhìn thấy những cái sắc mặt của Swin cũng như là kể cả là Canyon sau mỗi ván thi đấu họ sẽ như thế nào. Một bên, đúng rồi, tôi cũng đồng ý với Trung là một bên là một người mà luôn luôn giữ được cái sự bình tĩnh lạnh lùng. Bên kia còn lại thì họ muốn, tôi cảm giác là BOG muốn thể hiện ra mình thoải mái. Với cái cách mà Swin và Nai là những người mà họ cười một cách rất là chủ động luôn, chứ không phải chỉ là nhẹ nhàng thôi, để thể hiện được cái sự thoải mái của mình ở trong các trận đấu quan trọng. Thì cái phần tâm lý như tôi đã nói là nó sẽ là cái yếu tố giúp cho bên phía BOG có được cái sự thay đổi. Tại vì chính bản thân họ cũng nhận ra là trong trận đấu lượt đi ở nhánh thắng đó, gọi là những trận chung kết nhánh thắng chứ, là họ bị vội. Còn tới lượt về này thì Nai khẳng định là chúng tôi sẽ thi đấu kiểm soát hơn, chắc chắn hơn trong trận lượt về này gặp Gen.G. Vậy thì trong số tất cả những kèo đối đầu mà chúng ta sẽ được chứng kiến ở trong trận chung kết tổng này, anh nghĩ đâu sẽ là gọi là chìa khóa để đem lại lợi thế cho đội của mình? Tôi vẫn nghĩ sẽ là lợi thế ở khu vực rừng sẽ quyết định toàn bộ thế cục của ván thi đấu này. Nếu như Canyon vẫn kiểm soát được Swin thì Bin sẽ không có được cơ hội để đàn áp được Kin 100%. Lúc đó vẫn đánh được. Khu vực đường giữa ở những kèo đấu, Nai vẫn chơi trên cơ cho Vi ở thời điểm đầu, nhưng vẫn là Canyon. Thì nói chung đây sẽ là cuộc đối đầu tôi nghĩ là quan trọng nhất. Người chơi đi rừng. Với lại cảm giác về mặt chiến thuật một tí xíu thì On và El cũng sẽ là hai người. Tức là cả hai thành viên này sẽ cần phải có những sự kết hợp với nhau nào đó để thể giúp cho cái mức độ đa dạng. Tại vì chúng ta để ý, kể cả Gen.G và BOG, cảm giác BOG vẫn là một trong những đội mà có cái khả năng chơi đổi đường hiệu quả nhất. Đúng. Tính tới thời điểm hiện tại, cái cách họ đảo đường, cái cách họ tạo ra được làm sao để cho người chơi hỗ trợ của họ có được cái cấp độ đó bằng với lại được người chơi đường trên hướng kia, nó đã đủ để giúp cho anh phía BOG lúc nào cũng có được những sự lợi thế. Điều đó đang dần dần hình thành được một lối chơi với những chiến thuật đầy sự tăng tính đến từ BOG. Đây, tôi cảm giác đây là đội LPL, tôi không biết có phải đầu tiên hay không thôi, nhưng đánh theo thiên hướng chiến thuật nặng nhiều hơn so với lại các đội LPL. Tôi không nhớ là Dương Đông Cam Minh đợt trước như thế nào,
Nhưng mà đợt này đúng là họ họ có sự chủ động, họ có sự toan tính, nó rất kỹ lưỡng. Chứ không phải là chúng ta thường hay thấy cái lối chơi truyền thống trước đó của EPL là bạn sẽ dựa trên tinh thần của bạn để bạn đánh. Bạn sẽ dựa trên những tình huống 50-50 để bạn đánh. Và thắng thì thôi, thua thì thôi, còn thắng thì lại có lợi thế. Như vậy nó sẽ quá mạo hiểm. Dần dần tôi đang thấy VOC họ không còn chơi theo kiểu mạo hiểm nữa. Họ sẽ luôn luôn tìm mọi phương pháp nào đó, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái phần trăm thắng của họ nó vẫn cao. À, nói về phần trăm thắng thì ngày hôm nay cũng là một ngày rất là thú vị khi mà Genji và Manchester City là đối tác chiến lược của nhau. Và ngày hôm nay thì coi như là hai trận chung kết. Ngoại hạng Anh thì nó gọi là về thể thức thì nó sẽ không phải gọi là chung kết, nhưng mà ngày hôm nay nếu như Man City có được thắng lợi thì họ cũng sẽ có luôn chức vô địch ngoại hạng mùa này. Genji thì sẽ là tự quyết định vận mệnh của mình bằng trận chung kết tổng với lại PSG ngày hôm nay. Thì cặp đôi tổ chức cặp đôi gọi là đối tác chiến lược chính thức này đang có cơ hội gọi là ăn một cái cú đúp nhỏ nhỏ ở ngày hôm nay. Anh nghĩ như thế nào về cái tỷ lệ điều này sẽ xảy ra? Arsenal đã xong chưa ta? Tại bữa giờ em mấy cái lượt trận cuối không có theo dõi. Arsenal không có quyền quyết định. Đúng rồi. Chỉ cần Man City thắng thì Man City vô địch thế thôi. Còn Man City gặp ai? West Ham. West Ham hả? Đúng rồi. Tôi nghĩ. Đây nè, Arsenal là cho mượn Rai luôn nha. Arsenal là cho mượn Rai luôn, anh nên suy nghĩ cẩn thận nhá. Để coi. Ở cái câu chuyện này thì tôi suy nghĩ vẫn nếu như theo thực tế thì vẫn sẽ là Man City vô địch. Nhưng mà tôi mong một cái sự thay đổi. Thì tôi nghĩ là không có hai người cùng nâng cấp đâu. Ý, tính ra anh cùng suy nghĩ với tôi. Với một T1 con và một Liverpool con thì tôi không muốn chuyện đó đấy. Tôi vừa nghe gì đó. EPL con, sorry. Đang nhìn anh thì cái tôi cứ nhớ T1 con. Với một đã. Với một kiểm soát hành vi đó. Sorry, ngôn từ mất kiểm soát tiếp rồi. Thì với việc là EPL con và với việc là một Liverpool con, tôi cũng không muốn chuyện đó để diễn ra luôn. Tôi tưởng anh EPL con, tôi là T1 con, rồi anh Liverpool con, tôi Real con thì anh lại ghét tôi. Không, thật ra ngày hôm nay chúng ta ngồi chung xuồng à. Ừ, hôm nay người chúng ta ngồi cùng xuồng với nhau. Tôi không biết là trong trận chung kết thì như thế nào thôi, chung kết C1 như thế nào, nhưng mà hiện tại đang nói về ngoại hạng Anh thì rõ ràng với một Liverpool con như tôi thì tôi cũng không muốn cái nhìn Man City vô địch. Tôi thà để cho Arsenal cầm cái cúp đi lòng vòng London trước Chelsea đồ này đó các thứ, chứ thật sự để nhìn Man City tiếp tục vô địch thì cảm giác hơi buồn một tí. Rồi, hơi chạch lòng rồi. Với đại diện của một EPL nữa. Tôi cũng hiểu, tức là trong một cái giai đoạn cũng gọi là có thể gọi là hoàng kim của Liverpool mà chỉ có được một cái chức vô địch ngoại hạng Anh và toàn là bị Man City nẫn mất, chắc là cũng có một cái mối buồn nhất là còn bị mang danh năm nay được mỗi cái cúp nước ngọt thôi chứ ngoài đá mấy kia lụng hết kể cả Europa League. Vậy thì thôi, bây giờ quay lại cái trận đấu mà chúng ta sẽ là những người phải có trách nhiệm đưa ra cái dự đoán của mình là trận chung kết tổng của MSI 2024. Vậy thì chắc từ bên kia đi qua đi. Nói chung trước đi. BOG thì, và Genji hôm nay. Mình thì dự đoán là 3-2 cho BOG. Anh là một Liverpool con đúng không? Tôi sẽ nói cho một câu, you will never walk alone. Tôi cũng 3-2 cho BOG. Ok, hay. Anh có nghĩ là mình là tiếng lòng của một bộ phận tôi con anh có thể giải thích thêm về cái dự đoán tôi, của anh tôi còn thấy nó hơi nhạy cảm nên tôi định dự đoán là 3-2 thôi. 3-2 căng thế nhờ. Tôi là fan bán năm, tại vì nếu bây giờ tôi dự đoán 3-2 cho BOG, nhiều bạn bảo tôi tê con núp bóng BOG. Tôi dự đoán Genji với bạn đấy, tê con gì kỳ vậy. Thật ra là một luận viên là lúc nào cũng nhận những cái luồng ý kiến trái chiều rồi, cho nên cứ thoải mái đi anh Thiên ạ. Thì tôi dự đoán rồi đó. 3-2 BOG. Đúng rồi. Anh Lu thì sao? Thật ra dự đoán của Lu là cái mà người ta hóng nhất mấy mai rồi. Tôi nghĩ là tại vì bữa giờ là tôi cũng thông báo rất là rõ với mọi người là ở giải đấu này thì tôi sẽ là LCK con từ đầu cho đến cuối. Và vẫn giữ nguyên quan điểm là trận đấu này thì tôi sẽ ủng hộ bên phía của Genji. Kết quả thì với những gì mà BOG vừa thể hiện trong đấu với T1, việc thắng được T1 là đương kim vô địch thế giới với một cái sự áp đảo phần nào đó như vậy là một điều chứng tỏ rằng BOG đã có những cái tiến bộ nhất định sau cái trận chung kết nhanh thắng vừa rồi. Họ không phải là một đội yếu. 3-0 cho Genji. Wow, căng thế nhờ. Sao vẫn còn chấm hỏi nhờ. Có đại diện lên đâu. Tôi bụng rủng tay chân sau khi anh nhận xét rồi anh phán. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày hôm nay thì tôi sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào một cái nữa là tôi có nói trước khi giải đấu, nhưng mà tôi không tin vào Chovy. Tại vì anh ta làm mất niềm tin của tôi từ chung kết thế giới 2022 rồi. Nhưng được cái tôi tin kênh nhận. Đúng rồi, kênh nhìn vẫn là một cái gì đó. Thật ra nha, trong cái loạt trận trước đó thì kênh nhìn vẫn là người ổn định nhất.
mà anh ta mang lại cho các thành viên của Gen Z rất rất nhiều những chiến thắng. Còn cuộc đụng độ thật ra cho FIFA này có cùng cái điểm chung ở lúc trước, bây giờ thì chắc là cũng thay đổi nhiều rồi, đó chính là cứ ra giải đấu quốc tế lại là gặp vấn đề. Nay ở trong những trận đấu quốc nội nha, đánh rất kinh. Tôi vẫn còn nhớ con Shinra hay là bất cứ vị tướng nào người ta chơi đều rất kinh. Đúng. Nhưng cứ mỗi lần ra quốc tế, đặc biệt là chung kết thế giới, là Nai lại gặp nhiều vấn đề về mặt tâm lý. Nai lần nào tôi nhớ cái đợt anh ta còn đánh con Shinra hình như ở còn top spot. Xong người ta rất là kỳ vọng cuộc đối đầu của anh ta với lại Chovy hoặc thậm chí là Faker. Nhưng cứ mỗi lần ra quốc tế là Nai lại bị cái vấn đề gì đó cũng giống như Chovy vậy. Thì cuộc đối đầu ngày hôm nay tôi không nghĩ là Nai hay là Chovy sẽ là người thực sự là nhỉnh hơn so với kết quả bữa trước đâu. Và vấn đề vẫn sẽ là ở rừng. Đây là một cái nhận định nghe nó hơi cực đoan, nhưng mà tôi có hay nói đùa là BLG không thua Genji, BLG thua Canyon. Đồng ý. Trong trận đấu gặp nhau giữa hai đội ở tại chung kết chiến thắng thì đó cũng là một trận đấu mà cái áp lực đến từ rừng là rất lớn, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới kèo đấu đường giữa. Thì trận, nhưng mà cái này cũng chia sẻ thêm với bạn là ngày hôm qua khi mà được phỏng vấn thì Nai vẫn rất là mạnh miệng nha, là tôi không nghĩ Chu Vi mạnh đến như vậy. Sau khi gặp gỡ anh ta và lần gặp này thì tôi sẽ thắng. Tương tự như vậy là Bin vẫn giữ nguyên quan điểm từ đầu cho đến cuối. Anh ta khẳng định rằng là Kim không bằng Zed. Rất mạnh mẽ, rất quyết đoán và rất trực tiếp ở trong cái nhận xét của mình. Thật ra nói về những ván thi đấu gần đây thì cảm giác là cái tác động của Bin nó vẫn có một cái đó rất là kinh. Kể cả là ngày hôm qua, cái ván thua của BOG, Bin cầm mỗi con TF thôi, nhưng mà vẫn có cách để có thể giúp cho BLG lấy lại được một số lợi thế nhất định, mặc dù về mặt chất tướng là thua sẵn rồi, nhưng mà Bin vẫn biết cách để có thể kéo dài. Cho nên đây là một cặp trận đấu mà Bin sẽ cần phải khẳng định đẳng cấp của mình. Chiếc cúp là cái sự khẳng định rõ ràng nhất có thể dành cho Bin rồi, và chưa kể đến là chiếc cúp này nó cũng, nó không còn là, nó chỉ dừng lại ở hai đội nữa, nó còn là vấn đề danh dự. Tại vì đây là lần gần nhất, đúng không ta, đúng là hình như là lần gần nhất một đại diện của EPL hoàn toàn là 5 thành viên đều ở quốc nội hết, không có một ngoại binh nào cả. Nếu như họ vô địch, họ sẽ sẵn sàng vỗ ngực để có thể nói rằng chúng tôi vô địch mà không cần bất cứ một người hàng nào. Tôi sẽ không miêu tả về Bin quá nhiều, tôi sẽ dùng 2 từ thôi. Đó là kẻ hủy diệt, à 3 từ, kẻ 3 từ chứ anh. Chưa tỉnh. Ok. Kẻ hủy diệt. Và tôi rất đồng ý với nhận định của anh Trung, đó là đây sẽ là cái kỳ MSI Bin có cúp rồi. Nhưng mà đây sẽ là kỳ MSI mà Bin có động lực nhiều nhất. Tại đây là đội tuyển BOG 5 thành viên là người Trung. Và đây là một trong những lần mà một đội tuyển full Trung của EPL được đánh giá ngang hàng, thậm chí là ở thời điểm đầu là hơn so với hạt giống số 1 của LCK. Cho nên đây là cái thời điểm mà họ muốn chứng minh rất là nhiều. Và nếu như vô địch thì chắc chắn là anh ta sẽ khẳng định luôn vị thế mình là vua của MSI. Với 3 kỳ MSI liên tục có mặt ở trong trận đấu cuối cùng, và trong đó là 2 lần sẽ nâng cúp. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ về MSI 2024 trong số hòa nhịp MSI 2024 cuối cùng của giải đấu này. Chúng ta chỉ còn một trận đấu nữa thôi, đó là trận chung kết tổng giữa Genji và BLG. Thì các bạn có thể theo dõi những diễn biến chắc chắn là vô cùng hấp dẫn của trận đấu này ở trên các kênh sóng trực tiếp của Vietsat Liên Minh Huyền Thoại. Hoặc là các bạn cũng có thể đến với những cái VinBarty cả offline và online của chúng tôi ở chiều nay. Thì nếu như các bạn đến với những cái địa điểm offline thì đã có rất nhiều thông tin mà các bạn có thể đến tham gia. Chúng tôi cũng đã chia sẻ chính thức ở trên các trang mạng xã hội của Vietsat Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể, nếu như không đến được thì các bạn có thể đến với VinBarty online của chúng tôi ở trong kênh Discord, là sẽ có cái mã QR để các bạn có thể quét và tham gia để có cơ hội nhận trang phục miễn phí khi mà theo dõi MSI 2024 trận đấu cuối cùng ngày hôm nay cùng với Vietsat Liên Minh Huyền Thoại. Các kênh phát sóng thì các bạn có lẽ cũng không lạ gì nữa, kênh phát sóng chính thức của MSI 2024 vẫn sẽ là kênh YouTube và TikTok của Vietsat Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một số lựa chọn co-stream đã đồng hành cùng các bạn từ đầu cho đến giai đoạn này của giải đấu. Và chắc chắn rồi, đó sẽ là những người mà mang lại cho bạn không chỉ là cảm xúc mà thêm nhiều thông tin bổ ích trong từng ván thi đấu nữa. Văn Tùng, Optimus, Hoàng Luân, Sọp cũng như là thầy giáo Ba. Và quan trọng hơn hết, đây sẽ là một buổi tối cực kỳ thăng hoa. Trận đấu chung kết tổng của Gen Z và đối thủ của họ BLG 19 tháng 5 tối nay, sẽ là bằng là chiều nay chứ, vào lúc 4 giờ chiều. Một giờ cực kỳ quan trọng, một giờ để chúng ta có thể biết xem là LPL hay là LCK sẽ là nhà vô địch của MSI 2024. Và chúng ta cũng biết thêm một cái tin nữa, đó là đội nào sẽ vẫn còn con đường hoàng kim ở trước đó. Đúng rồi. Nếu như họ vô địch thì vẫn sẽ còn. Hồi nãy nhắc tới những cái kênh co-stream,
tôi nhớ tới cái số trước đó là anh Luân đang đăng trên trang cá nhân của mình là đang hình như đang top 3 đúng không Luân? Đúng rồi. Top 3 số lượng người xem trung bình trên YouTube. Đó. Thua một vài bé waifu một tí. Cái số lần trước thì anh Luân có nói một câu. Nãy tôi vừa đi, lúc mà tôi đi qua từ nhà cho tới studio đồ quay, tôi có nghe câu của Luân. Vừa đi vừa gắn tai nghe thì anh Luân bảo là cố gắng lắm mà vẫn top 3. Tôi không muốn là top 3. Đó, câu đó chính xác là với bao nhiêu nỗ lực như vậy là không thích top 3. Đúng mà rồi. Cuối cùng từ tuần trước đến tuần sau, đó là hai cái so sánh khác nhau nha. Tại vì lần số trước nó là về những cô stream của MSI thôi, là cũng đứng thứ 3. Xong sau đó vừa rồi lại thêm một cái thông số nữa là người xem trung bình ở trên YouTube trong tháng 5 vừa rồi là cũng đứng thứ 3. Hôm nay còn đúng một ngày cuối cùng mà Tiêu Anh bị loại rồi, không biết nay còn đứng thứ 3. Cái đó là cái tôi muốn nói. Đã tới lúc không, tôi nghe câu đó xong tôi nhớ lại hình như hôm qua đội tuyển của mình cũng top 3. Đúng rồi. Có nhiều đó, đó nỗ lực hết sức rồi cuối cùng lại đứng top 3. Biết đó anh Lưu thử đăng cái quả status giống MCK sao nhờ. Có một thì số trước là tôi có nói cái tương tự như vậy, nhưng mà rất tiếc là sau khi là đội tuyển của anh Thiên Yêu là đi rồi thì hơi khó nhờ. Mà tôi rất hy vọng rằng, tại vì gần các bạn, dù là các bạn là fan của Tiêu Anh thì các bạn tôi nghĩ là vẫn nên theo dõi cái trận đấu này, tại vì tính nói mấy cái kỳ đó. Tại vì đây chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Đồng ý. Đây là cuộc đối đầu giữa hai hạt giống số 1 của hai khu vực lớn. Và đây là trận chung kết mà có lẽ là phần nào đó chúng ta cũng có thể dự đoán trước. Khi mà giải đấu diễn ra, phần nào đó có thể gọi là chung kết trong mơ. Với hai đội mạnh nhất có mặt trong trận đấu cuối cùng. Thì rất là hy vọng các bạn khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ cho trận đấu cuối cùng của MSI 2024 trên các kênh sóng của Vietsat Liên Minh Huyền Thoại. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trận chung kết tổng.